Xin chào các thầy cô và các bạn. Frank rất là trân trọng biết ơn được có cơ hội cống hiến gánh vác vào cái việc chuyển ngữ ngôn ngữ nội tâm. Frank từ lúc mới học khóa 21 là mình nghe lúc đó là mình nghe ghi âm, mà hình như là lúc đó là bắt đầu là khóa 22 đang đang dạy online, đang dạy trực tiếp từ mình. Lúc đó mình nghe khóa 22 cho tới giờ đó, khóa 21 tới giờ đó thì mình đã có đặt ý muốn cống hiến gánh vác cái việc chuyển ngữ ngôn ngữ nội tâm qua tiếng Anh. Thì mình cũng rất là tư duy rất là nhiều về những cái ngôn từ, rồi qua quá trình học mentor đó mình cũng nhìn nhận lại cái tổng nghiệp của mình. Thì mình thấy cái tổng nghiệp của mình nó ngộ ngộ. Mình tự hỏi sao tại sao mình không được sinh ra ở bên Việt Nam để mình có thể sáng dậy sớm học với các anh chị, rồi đồng hành cùng thời gian. Tại sao mình sinh ở Việt Nam rồi lại qua Mỹ, cách khoảng 10 14 tiếng đồng hồ, ngược múi giờ đủ thứ. Thì thì cái lúc thì đây đây là cái thời điểm chuyển ngữ đó, thì phải có một số nhận thức mà mình muốn chia sẻ. Thứ nhất đó là mình cái việc ngược múi giờ của mình nó cũng nó như là nó đồng hóa với cái việc mình là một cái cánh tay nối dài của Quýt, của thầy Toàn ở bên nước Mỹ. Thì đối với mình nó là một cái lợi thế. Thì thay vì mình nỗ lực để ép mình vào cái chúng, nó thực sự là các anh chị rất là may mắn có được cái tụ chúng làm việc đồng thời gian với nhau. Thì Frank thì chưa có được tụ chúng, nhưng mà mình thấy nó cũng không phải là một cái điều bất lợi, tại vì mình thấy mình có một cái tạo nghiệp nó ngộ ngộ, nó hay hay. Cái vi biệt nghiệp của mình nó cũng nó khác khác mọi người. Thì Frank xin phép chia sẻ cái sự khác biệt, đặc biệt là cái khác biệt của mình. Đó là một cái viên gạch khác biệt. Thì nếu các anh chị thấy nó thích hợp thì các anh chị có thể dùng. Tại vì khi mình nói tới cái việc mà xuất khẩu giáo dục tận gốc của Việt Nam ra toàn cầu đó. Ở đây thì Frank là sống bên Mỹ ha, miền Tây Nam nước Mỹ, thì mình nói trong cái phạm vi của nước Mỹ thôi. Đó, thì mình khi mình đang nghĩ tới cái việc xuất khẩu đó, thì xuất khẩu nó có hai cách. Một đó, là mình chế biến tại quê nhà rồi mình chuyên chở tới nước ngoài, đúng không? Đó là một cách mình xuất khẩu. Cách xuất khẩu thứ hai mà dường như những cái công ty lớn người ta làm đó, là người ta dùng cái tài nguyên của địa phương để người ta xuất khẩu cái hàng, để người ta sản xuất cái hàng hóa đó tại địa phương. Ta chỉ đóng cái mật, đóng dấu cái công thức, những cái ingredient cốt lõi thì là của quê nhà, nhưng mà người ta đóng cái dấu của quê nhà, nhưng mà cái tài nguyên, cái nguyên liệu đó người ta dùng là của địa phương. Thì cái việc xuất khẩu nội tâm Phan thấy cũng vậy. Khi mình chuyển ngữ đó thì có hai cách. Một là mình chuyển ngữ từ bên Việt Nam, dùng những cái biết của các anh chị đang ở Việt Nam. Thì đó là một cách. Cách thứ hai đó thì là cách mà Frank muốn đóng góp đó, tức là Frank xin dùng cái tài nguyên, cái nguyên liệu của địa phương, tức là những cái biết của địa phương, cái những cái văn hóa, cái những cái ngôn từ của địa phương để mình sản xuất cái món hàng nội tâm ở bên Mỹ để mình bán cho người Mỹ. Thì cũng giống như là cái hamburger vậy đó, cái bánh mì hamburger đúng không? Nó là cái nó là một là cái một món món ăn từ bên nước ngoài, từ bên Tây phương, từ bên Mỹ đưa qua. Nhưng mà cái thịt bò là cái thịt ở từ ở bên Việt Nam, cái bánh mì người ta là sản xuất từ Việt Nam. Thì khi mình ăn mình thấy nó khác khác. Yeah. Tại nó có cái vị đặc biệt của địa phương. Thì ở đây cũng vậy. Đó thì qua cái việc tư duy về chuyển ngữ đó thì Frank xin phép dùng cái biết của riêng mình thay vì dùng chat,
Chat GPT, tức là cái đó là tổng hợp cái biết của những người khác đã đặt vô đó, thì Thang xin phép dùng cái biết của riêng mình dựa trên những cái kiến và cái thức của mình trên cái nền tảng văn hóa của người nước Mỹ, đặc biệt là người Tây phương và đặc biệt là người nước Mỹ. Thì khi mà tư duy đó thì mình dùng một số cũng một số khái niệm của nội tâm ha. Thì như chúng ta đã biết là đây là cái tam giác hiện thực. Thì mình chuyển ngữ đó. Để chuyển ngữ cho nó ngắn. À, đây được Anh ha, Anh ngữ. Tại vì Phan là chuyển ngữ bằng tiếng Anh. Thì nó có cái gốc thông tin. Đúng không? Hoặc là mình gọi là khái niệm nguồn. Rồi đây là cái gốc năng lượng. Và đây là cái gốc vật chất. Thì khi mình chuyển ngữ đó thì không những mình đi tìm, phần lớn là mình đi tìm cái từ ngữ, dùng ChatGPT mình tìm cái thông tin, mình tìm cái định nghĩa, thì nó chỉ là cái thông tin thôi. Nhưng mà để làm sao chọn cái dùng cái ngôn từ mà mình chọn đó, có tiếng Anh đó, mà nó có cái giá trị cao đó, nó có giá trị, cái mục đích của mình lúc nào mình cũng cũng phải đặt nhớ cái mục đích. Cái mục đích lúc nào cũng là đích là gì? Là sự chuyển hóa. Sự chuyển hóa ha. Của người nghe. Mình phải đặt cái mục đích đó tối cao. Thì khi mình đặt được cái mục đích đó tối cao đó thì mình chọn những cái từ ngữ nào mà nó có cái, không những nó có cái khái niệm nguồn có lợi mà nó cũng có cái năng lượng thích hợp. Đó. Và nó có một cái biểu hiện vật chất thích hợp để cái người nói tiếng Anh đó, người nghe tiếng Anh đó, người ta có sự chuyển hóa. Và nếu mà mình chỉ đi tìm thông tin, mình chỉ có đi tìm từ vựng mà thôi, mà không có nghĩ tới cái ngôn từ đó nó có tạo nên cái sự chuyển hóa cho người ta không, thì mình chưa có đạt được lắm. Thì khi nói tới cái đi tìm ngôn ngữ đó thì mình cũng dùng dùng cái vòng tri thức, đúng không? Mình dùng cái biết của người ta, biết biết ha, để mình nói cho người ta biết. Rồi mình dùng cái mình cái này mình bao gồm cái nói chung cái biết của người ta, là có cái biết người ta quen, là cái biết người ta không biết. Tôi nghĩ là mình nên tránh dùng cái không biết. Tạm thời mình nên tránh dùng cái không biết đi, tại vì nó làm người ta đơ làm người ta đơ. Ở ngôn ngữ địa phương người ta có rất là nhiều cái kiến, người ta có sẵn cái kiến, là người ta có sẵn cái biết, là người ta sẵn có cái thành kiến của họ rồi. Thì một trong những cái bí quyết mà Phan đã huân tập được á, trong cũng nhiều năm đi học về phát triển cá nhân á, thì Phan thấy á, là một trong những cái bí quyết mà giúp người khác chuyển hóa đó là dùng những cái ngôn từ quen thuộc. Rồi tức là dùng cái biết của họ đó, cái biết biết đó, dùng cái ngôn từ quen thuộc. Rồi mình lái nó, mình chuyển hướng nó chút xíu. Mình chuyển nó chút xíu để người ta có một cái nhận thức mới, để mình mở rộng cái nhận thức của họ về cái ngôn từ mà người ta đã lâu nay người ta tưởng là người ta biết rồi. À, ví dụ như cái cách thầy Toàn dùng cái biết của mình á, thầy Toàn dùng cái biết của mình về vật chất và phi vật chất, nhưng mà thầy lái cái biết của mình về vật chất và phi vật chất để thầy giúp mình vật chất hóa và phi vật chất hóa con người mình, đúng không? Đó là cái bài thứ nhất, thứ hai của trong cái khóa nội tâm. Rồi thầy cũng dùng nguyên lý ánh sáng, nói tới ánh sáng ai cũng biết về ánh sáng, ai cũng biết về bóng tối, nhưng mà thầy dùng cái biết của chúng ta về ánh sáng và bóng tối, rồi thầy đặt thêm cái ý tưởng về cái việc giải quyết vấn đề nó đại diện cho lấy bóng tối ra. Thì cái đó là cái mới, nhưng mà thầy vẫn dùng ngôn từ bình thường, nguyên lý ánh sáng bóng tối, nó tức là bình thường, nó không có gì mới. Thì khi mình chuyển ngữ cũng vậy, mình nên dùng những cái từ ngữ thông thường
người ta những từ ngữ bình dân, rồi mình dùng cái đó đó, mình chuyển cái cách dùng cái từ để mình mở rộng cái tầm hiểu biết của người ta, mình đưa cái biết của người ta lên cái tầm hiểu ha, từ biết lên tới hiểu, rồi từ từ hiểu lên thấu suốt đó, để mình giúp người ta chuyển hóa. Thì ví dụ như vậy, ví dụ một ví dụ như là dùng cái gì đó tàng nguyên liệu của địa phương để mà làm sản phẩm á, thì đôi khi đó mình phải cũng phải áp dụng theo cái cách dùng của địa phương. Ví dụ như cái chiếc xe Toyota hay là chiếc xe Honda của người Nhật, ở bên Nhật đó, người ta thiết kế đó, thì chiếc xe nó lái tay lái nó ở bên phải, tay lái bên phải nha. Nhưng mà khi qua Việt Nam người ta phải thiết kế chiếc xe nó bên trái. Ở bên Mỹ cũng vậy, mấy cái công ty Toyota, Honda người ta thiết kế chiếc xe cho người lái thì nó phải nằm ở bên trái, mà nếu mà nó qua bên Anh thì nó phải là bên phải. Thì đó là một cái ví dụ mà mình dùng cái văn hóa của địa phương để mình áp dụng, để mình sản xuất cái sản phẩm của mình, để mình xuất khẩu cái sản phẩm của mình. Thì để rồi đây là ví dụ ha. Cho nên khi chuyển ngữ đó, thì văn hóa con người đó, thì khi nói tới gì đó, cái nguyên liệu của địa phương đó, thì con người người ta có sẵn ba cái góc nhìn, ba cái gì đó, cái vũ trụ quan đúng không? Vũ trụ vũ quan, thế giới quan. Bây giờ chưa biết được ha, và tôi còn phải học tập thêm được cái biết thế giới và nhân sinh đúng không? Okay. Thì ba cái quan này đó thì mình cũng phải hiểu đó, là nó có cái địa phương, mà phần lớn đó con người ở bên Tây phương đó cũng rất là nhiều người có tôn giáo, nhiều người cũng biết về khoa học, nhân sinh thì người ta cũng còn cũng biết rất là nhiều về những cái lĩnh vực tâm lý này kia đó. Tâm lý này kia thì mình phần lớn là xuất phát từ Tây phương đó, từ Sigmund Freud là người Đức cho tới những nhà khoa học gia về con người thì cũng xuất phát từ Tây phương, thì người ta cũng biết khá là nhiều về nhân sinh, biết khá nhiều về vũ trụ và biết khá nhiều về thế giới, cho nên mình cần phải nắm lấy những cái từ ngữ của họ để mình giúp họ chuyển hóa. Thì cá nhân Frank á, thì Frank thấy đó là khi mình xuất khẩu nội tâm á, thì nó có cái phần Phật giáo khá nặng, mà bên Tây phương thì người ta đạo Thiên Chúa giáo cũng khá nặng. Thì mình nên khôn khéo khi mình dùng những cái từ ngữ. Mình có thể dùng những cái từ ngữ mà nó quen thuộc với người Thiên Chúa giáo mà mình áp dụng nó vô Phật giáo thì nó ngon hơn. Đó. Rồi ngoài ra đó, có những trước hết là mình làm một vài ví dụ đi. Mình làm ví dụ từ ngữ nội tâm đi ha. Ok, nội tâm. Tâm. Nội tâm á, thì trong cộng đồng của mình á, thì có người dịch nội tâm tiếng Anh nó là into heart. Bạn đã thấy heart cái này là đơn giản không? Tâm là tim á, tiếng tâm là tiếng 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 Hán. Mà nó là tim thì có người cũng dùng cái chữ heart. Bạn đã thấy có người chia sẻ dùng cái chữ heart. Có người dùng chữ interiority. Okay. Đó, hai đều được đúng hết. Đó, hai đều. Chữ heart thì là một cái ngôn từ rất là dân gian, người người Tây phương ai cũng biết. Interiority thì hơi mới. Cái từ interior này thì khi mà Frank nghiên cứu đó thì thấy nó giống như là được dùng bởi những nhà triết gia, thì nó cái giới hơi hơi cao siêu, thì người bình dân người ta chưa có dùng nhiều. Okay. Thì nó có thể nằm vô trong cái vòng mà không biết của người nghe, thì mình hơi hơi mất công mình phải định phải dịch thì cũng không sao. Tuy nhiên đó, đồng thời đó thì Frank thấy ở bên
tiếng Anh á, nó có một cái từ mà Frank thấy nó có lợi, thì Frank dùng cái chữ inner being. Inner thì dễ hiểu rồi ha, inner là nội ở bên trong, cái này dễ hiểu rồi. Nhưng mà từ being này đó nó có cái lợi, từ being nó có cái ngộ cái đó, nó là cái động từ, nó là động từ nhưng mà nó không có động. Ok, nó là không có động. Tiếng Mỹ nó có cái từ being, nó là động từ mà nó lại không động, thì nó lại là nó có tương đồng với cái khái niệm của cái sự tịnh tâm đó. Nó có cái sự trống không, cái tự biên nó có nó có nó có cái năng lượng ở đây đó, mình nói là nó có cái năng lượng của cái sự không, tại một mình nó không có nghĩa gì hết. Ví dụ như chữ chữ đi là go, hoặc là eat là ăn, play là chơi, thì nó một cái động từ, nó có cái thể hiện vật chất gì đó. Nhưng mà cái động từ being nó lại là cái từ passive, okay, nó là passive, nó là động từ passive, tức là nó không có, nó thụ động, nó không có động, nhưng mà nó có cái lợi thế là nó là cái bản chất của chữ being, nó là có, nó có sẵn tánh không rồi. Cho nên nếu mình dùng cái chữ inner being thì mình có cái lợi thế là chưa nói tới nội tâm, mà người ta tự người ta có cái cảm giác gì đó, đó là cái tánh không. Đó là cái lợi thế của từ inner being. Cái lợi thế thứ hai của cái từ inner being là mình chơi chữ. Ở tiếng Anh đó, thì cái con người đó là human being. Human being thì ở cái giới nội tâm bên Mỹ, giới tâm lý hoặc là giới tâm linh, những cái người mà cũng làm coaching, cũng tư vấn về nội tâm, về 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 sự chuyển hóa của con người đó, người ta dùng cái chữ human being để người ta đối chiếu versus human doing. Đó. Tức là người ta lên án con người lúc nào cũng doing là làm, đúng không? Lúc nào cũng bận rộn, mình làm cái này làm cái kia, lúc nào cũng làm. Thì người ta chơi chữ đó. Người ta nói là thay vì con người, cái con người bản chất của con người là human being. Đó. Being là cái sự tồn tại, cái sự cái chuyện nó thực tại, cái nó là một cái nó không có phải là một cái hành động, nó là một cái sự hiện diện, nó gọi là nó thực tại gì đó, đó. Thực trú, hiện trú. Ok, trong cái quyển sách The Power of Now á, trong quyển sách The Power of Now, tức là Sức mạnh của hiện tại. nhà văn Eckhart Tolle, ok, rất là nổi tiếng, quý vị nên đọc. Eckhart Tolle, tiếng Việt Nam hay gọi là Eckhart Tolle đó. Eckhart Tolle, ông dùng cái chữ being. Thì nói lên đó là con người mình lúc nào cũng bận rộn, doing, lúc nào mình cũng làm này làm kia. Thì nó tương đồng với cái bài học mà dạ, mấy gần đây mình mentor mình đang học, đó là trước khi mình làm việc thì mình hãy học làm người. Đó thì cái khái niệm human being á, nó nói lên làm người trước khi làm việc. Doing là làm việc, động tác, làm cái này làm cái kia. Cho nên cái từ being nó có cái lợi thế rất là nhiều. Lợi thế nó có cái tánh không, lợi thế nó nói về cái sự hiện trú thực tại, và nó có ngụ ý lên án cái việc mình lúc nào cũng bận rộn, mình lúc nào cũng làm việc. Đó, nên nên Frank khi mà chuyển ngữ cái từ nội tâm, Frank dùng cái từ
inner being. Ok, đó thì đó là cái phần năng lượng đó. Mình nói cái từ human being đó, mình có cái cảm giác gì mà có, nó đưa cái năng lượng của cái người người nghe lên ha. Hồi nãy mình có nói khi chuyển ngữ một tâm cái chữ nội tâm đó, thì có một số người dùng cái chữ heart để định nghĩa chữ tâm. Chữ heart thì nó hơi hẹp. Khi mà người ta nói tới cái tâm đó, thì người ta thường người ta cũng dùng chữ heart, nhưng mà heart nó giống như là cái tim đó, thì nó liên tưởng tới cái cảm xúc nhiều hơn, giống như cái tình, cái lớp tình hơn là cái tâm. Tâm mình hiểu là nó cái gì đó, nó sâu sắc hơn. Rồi ngoài ra cũng có người dùng cái chữ mind hoặc là inner mind. Khi mà nói tới nội tâm thì chữ mind thì đối với Frank cũng hơi hẹp, là tại vì cái chữ mind nó nói lên những cái tư tưởng của cái hoạt động của cái bộ não. Thì khoa học tâm lý thì người ta hoàn toàn nói về cái mind, cái tâm lý. Nhưng mà cái tinh thần, tâm lý, ý chí, tất cả những cái thứ đó đều là cái hoạt động của cái bộ não mà thôi. Tâm lý cái mind đó, khi mà cái body, cái cơ thể của mình mà nó tan đi đó, thì cái não không còn nữa, thì những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng nó cũng ngưng luôn. Nhưng mà cái tâm á, thì nó là cái tâm chân thật, nó đi từ cái sự chân thật, tức là cái không thay đổi qua không gian và thời gian. Thì mình có cái nhận thức rằng là cái tâm nó là cái gì đó, nó có cái sự hiện hiện hữu không mất đi, tại vì nó không thay đổi qua không gian và thời gian. Đối với người Thiên Chúa giáo đó, thì người ta có tin về cái linh hồn. Người Phật giáo cũng có tin là có cái gì đó, cái tổng nghiệp, cái khối công đức phước đức, nó có cái gì đó nó tồn tại sau khi cái thân của mình nó mất đi. Còn cái mai thì nó liên quan tới chỉ có cái bộ não, mà cái bộ não nó thì nó sẽ mất đi khi cái thân của mình nó không còn nữa. Nên từ heart thì cũng hơi hẹp, từ mind thì cũng hơi hẹp. Từ interiority thì nói chung chung tất cả những cái thứ ở bên trong con người, tức là cái lớp tình, lớp tánh và lớp tâm luôn. Nếu mà khi mình chia sẻ đó, khi mình chia sẻ, mình có thể dùng cái câu interiority thì để nói lên nguyên cái toàn bộ cái bên trong con người, ở phía trong cái thân. Nhưng mà khi mà mình muốn nhấn mạnh về cái nội tâm, cái thật, cái giá trị nhất, cái mà mình đang muốn con người thay đổi, có cái nhận thức đó, thì mình nên tập trung vô cái chữ inner being. Tại Phan đã chia sẻ về cái giá trị và cái lợi thế của cái từ being, nó rất là rộng, rất là ý nghĩa. Đặc biệt đối với người phương Tây, đối với người Thiên Chúa giáo, và những cái người trong cái giới tâm lý, trong giới phát triển cá nhân, người ta nhận thức cái chữ biên trước khi người ta học cái môn của mình. Mà mình nói chữ inner biên là người nó khơi lên một cái gì đó đặc biệt. Và cái từ biên á, nó là một cái động từ mà nó không có động. Thì khi mà dịch trong tiếng Anh á, biên á, thì khi mình dùng trong một cái câu á, thì nó là cái từ là của tiếng Việt mình đó. Ví dụ như she is, hoặc là they are. Thì khi mà dùng trong cái câu á, còn tương lai, ví dụ như tương lai là will be, quá khứ là was, were. Thì đây là cái cách dùng chữ từ biên trong cái câu nói thôi. Nhưng mà cái danh từ biên nó là cái từ là. Thì mình chọn cái từ đó, nó có cái lợi thế đó là trong Thánh Kinh đó, khi một vị tiên tri hỏi Chúa biểu vị tiên tri đã đi nói cho người ta về Chúa, thì tiên tri đó tên là một Môi-sen hoặc là vô gia sỏi, người con nói với họ ngài là ai. Chúa trả lời, ta là.
Tiếng Việt mình thì cái người ta khi người ta dịch ra, người ta lúc đó người ta chưa có cái khái, mấy ngàn năm trước người ta chưa có cái khái niệm của cái tánh không, của cái nội tâm á, cái sự hiện hữu, thì người ta dịch trong cái thánh kinh, người ta dịch ra Chúa 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 giải thích là ta là đấng hiện hữu hoặc là ta hiện hữu hoặc là ta hằng hằng có. Nhưng mà trong cái từ ngữ của cái người người Do Thái mà người ta viết ra cái thánh kinh đó, khi Chúa tự xưng mình là gì đó thì nó ta là, thì cái là này đó nó là cái sự, nó cái gì không thay đổi qua thời gian, là cái sự hiện hữu không thay đổi qua không gian và thời gian. Chính Chúa nói ta là, khi mà dịch lại đó là ta hiện hữu, thì nó tương đồng với cái khái niệm sự chân thật, đúng không? À, thì trong cái tâm của mình là cái sự thật nơi chính mình đó, cái sự chân thật chân thật đó. Chân thật là cái gì không thay đổi, không thay đổi ha. À, tiếng Anh đó là not changing, mà không những không thay đổi nhưng mà không thay đổi tức là không có, có nghĩa là không có biến mất đi, tức là hằng có, hằng có, hằng hữu. Đó. Nên cái lợi thế của từ biên là như vậy đấy. Thì cái tâm của mình là cái gì đó không thay đổi qua không gian và thời gian, cái tâm của mình là cái gì đó nó liên tưởng đến cái sự hằng hữu, lúc nào nó cũng có hết. Mà trong Thiên Chúa giáo thì người ta tin là có cái linh hồn, cái linh hồn Phật giáo cũng vậy, tin có cái gì đó nó hằng hữu, cái xác mình nó tan đi mà cái gì đó nó sẽ tiếp tục, mình sẽ dùng cái đó để mình nói về cái khối công đức phước đức. Mình phải nói, mình sẽ nói về cái gì, cái tổng nghiệp sau. Mà cái lợi thế của cái biên á, nó là cái chữ là nó nói tới cái tâm không thay đổi, cái sự chân thật không thay đổi qua không gian và thời gian nha.